Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình sẽ có một video về Shopee Haul tiếp. Cái video này chắc là Shopee Haul về quần áo 37 rồi, nếu mình nhớ không nhầm nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay khoảng 16 sản phẩm. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 3 triệu gì đấy, mình không nhớ. Và ngày hôm nay thì có rất nhiều sản phẩm mình yêu thích, nhưng mà cũng có khoảng 2-3 sản phẩm mà mình không thích lắm. Và cũng có khoảng nhất là 2 sản phẩm mình nghĩ là mọi người không nên mua và rất là nên tránh cái sản phẩm này. Như ở những cái Shopee Haul khác thì mình cũng nói là khi mà mua trên Shopee ấy, thì mình sẽ mua thông qua cái app là Cashback. Thì trước khi vào Shopee thì mình sẽ vào Cashback và mua sắm trên đấy thì mình sẽ được hoàn lại một số tiền nhỏ. Và khi mà mình hoàn lại số tiền nhỏ đấy thì nó sẽ lên thành những cái số tiền lớn, tại vì mình mua Shopee rất là nhiều. Và những ngày mà mình nhận đến 10 đơn Shopee thì mình sẽ để link cái app đấy ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nhá. Giờ mình sẽ không nói nhiều nữa, chúng ta hãy cùng đi vào video thôi. Và shop đầu tiên mình có ở đây có tên là superhappybuy.vn, mình sẽ để ở đây. Thì ở đây mình mới mua một chiếc áo thôi, mình thấy khá là thích chiếc áo này. Đây là một chiếc áo dài tay thân thân thân. Ủa, nó hơi bị chói không? Đấy, thì đây là một chiếc áo dài tay có thể mặc vào mùa thu. Thời tiết ở Hà Nội hiện tại mặc rất là ok, hoặc là Sài Gòn mình nghĩ mặc áo này cũng thoải mái thôi, tại vì là nó cũng mỏng ấy, nó không bị dày lắm. Bạn này có một điểm mình rất là thích, tại vì ở phần đằng eo đằng sau này nó sẽ không phải là eo như bình thường mà nó sẽ là cắt nơ như này ấy. Khi mà mặc lên thì mọi người sẽ thấy nó rất là điệu và nó không hề làm cho bụng mình bị to. Nó cũng giúp một phần là làm cái bụng trên mình nhìn nó bé hơn. Và chất lượng vải của bạn này thì mình cũng không có điểm gì để chê cả, không hề kém cạnh mấy cái áo. Mình có một cái áo của local brand mà nó cũng gần tương tự cái áo kiểu này, thì mình thấy chất lượng nó không có gì thua kém cả. Mà giá tiền của nó chỉ có là 102.000. Thì mình thấy là đây là một chiếc áo rất là rẻ và nhìn nó không hề bị rẻ tiền, mà mặc lên thì cũng nhìn rất là sang. Tiếp theo thì mình cũng có một cái shop mà mình chỉ có mua một sản phẩm thôi. Ở những cái sản phẩm ở đấy thì mình không thích lắm và không recommend mọi người lắm. Tuy nhiên có một sản phẩm mình mua về, sản phẩm duy nhất thì mình rất là ưng nó, mình mặc nó rất là nhiều. Đó là một chiếc blazer mà mình đã bật mí từ tuần trước trên Instagram rồi ấy. Mọi người hỏi rất là nhiều luôn, nhưng mà hôm nay thì mình có thể quay được cho mọi người. Thân chiếc áo blazer này màu đen này, và một điểm mình rất là thích là cái phần tay này, mọi người nhìn thấy không? Đấy, cái phần tay là nó sẽ có một cái phần, đây là người ta kiểu, đây, như này. Mình sẽ mặc kiểu sắn lên như này thì nhìn nó sẽ không bị quá là đơn điệu, nhưng mà nhìn nó vẫn đơn giản và vẫn đẹp ý. Đấy, xinh lắm. Bạn này mình đã có giặt rồi và mình thấy giặt xong thì vải vẫn rất là ok, mình cũng không cần phải là mà bạn ấy vẫn khá là thẳng ý. Mặc lên thì nó cũng, bạn này có hai lớp thì cũng khá là ấm để mặc vào những cái ngày se lạnh. Và mình sẽ để cái ảnh của mình phối bạn này ở đây, thì mình thấy bạn này phối với được rất nhiều đồ và cái form rộng của nó thì cũng rất là ổn ý. À, gần như là những áo hôm nay mình mua thì đều là free size, hoặc là cái áo này thì mình chọn size XL thì mình thấy là độ rộng nó rất là vừa ý của mình luôn. Giá của bạn này thì là 282.000. Quá là rẻ cho một chiếc áo blazer chất lượng như này. Và bạn này thì cũng có cả túi nữa, thì mọi người có thể để đồ thoải mái ở đây. Mình rất là thích chiếc áo blazer nào có túi. Và mình hơi ngại mặc áo mùa đông mà không có túi cho lắm, tại vì mình cảm thấy là mình không thể để được điện thoại hay là cái chìa khóa hay là thẻ dân cư hay là các thứ vào trong túi, thì mình cảm thấy rất là bất tiện. Nên là mình rất là thích những chiếc áo có túi như thế này. Tiếp theo thì mình có một shop, mình có mua hai sản phẩm ở đây. Thì hai sản phẩm này, có một sản phẩm mình khuyên mọi người nên mua và có một sản phẩm mình không khuyên mọi người nên mua một chút nào. Đầu tiên thì mình sẽ nói về sản phẩm mà nên mua đi. Thì ở đây mình có một chiếc áo á. Áo này sẽ gọi là áo gì ý, nhưng mà nó kiểu đây là một dáng khá là hot. Gần như là nó không bao giờ bị lỗi thời, tại vì là nó là một cái dáng của mấy cái thương hiệu nổi tiếng rồi ý. Đây, thân thân một chiếc áo nhìn này, áo khác rất là dài, rất là to rộng. Gần như là cái camera của mình thì nó không thể đưa hết lên cái chiếc áo này cho mọi người xem được, thì cái phần quay về outfit mình sẽ quay cho mọi người xem. Giá mình mua bạn này thì là 369.000, rất là rẻ so với những cái shop ở Việt Nam mà lấy hàng Quảng Châu hay là Taobao về. Vì một chiếc áo dài như này thường mọi người sẽ bán khoảng tầm từ 500-800.000, và đây là chỉ có giá là 369.000, thì mình nghĩ là một mức giá mà mọi người nên thử chiếc áo này. Vải của nó thì nó không bị quá cứng, mình rất là ngại những chiếc áo này nó bị cứng ấy. Mình thấy là nó mềm và nó mỏng vừa đủ, nó không bị mỏng quá đâu. Bạn này thì vẫn có hai lớp đầy đủ nha. Đây, mình thấy chất vải khá là ok bạn này. Mặc lên thì nó cũng không hề làm cho mình bị quá là béo. Và màu sắc của bạn này thì cũng vừa phải, màu be nâu, rất là vừa phải, nó không bị quá nâu hay nó cũng không bị quá ánh vàng ấy. Nó khá là đẹp. Về đường kim mũi chỉ của bạn này thì mình cũng không có điểm gì để chê cả. Và mình thấy là mình rất là thích bạn này. Mọi người nên sắm bạn này nha. Và bây giờ sẽ đến sản phẩm mà mình không khuyên mọi người mua một chút nào.
đây một chiếc áo len như này, một chiếc áo len, áo khoác len. Trời ơi, thề luôn ý mọi người ạ. Bạn này thì về phần cái dáng nó sẽ hơi kiểu bị cộc quá ấy. Nó hơi bị ngắn so với cái ảnh mà mình, đây mình sẽ để ảnh ảnh bạn mẫu mặc ở trên này cho mọi người xem. Giá của bạn này mình mua đến là 276.000. Thì mình không nghĩ là một chiếc áo mà có giá như thế mà mình lại nhận được một chiếc áo mà thực sự luôn ý. Nó rất là trẻ con ý, mà nó kiểu rất là quê ý. Nhìn không đẹp một chút nào luôn mọi người ạ. Cái chất vải len này thì mình cũng không thích cho lắm nhá. Để cái form áo mặc lên người mình nó bị bé, hoặc là có thể có những cái bạn mà gầy gầy nhỏ xíu ấy, bé hơn mình nhiều ấy, thì mình nghĩ mặc chiếc áo này rộng rộng thì nhìn nó còn ok. Chứ còn áo này thì mình không hề ưng. Và nhìn cái vải của nó nhìn rất là không đẹp ý. Nói chung là mình không biết. Mình rất là không recommend mọi người mua cái áo này. Tại vì thấy là không xứng đáng so với giá tiền. Tiếp theo thì mình có một cái shop mà ở đây mình mua 4 sản phẩm. Đầu tiên mình sẽ có một chiếc chân váy da, đây da báo màu trắng đen như thế này. Lúc đầu mình mua chiếc chân váy này thì mình nghĩ đây là một chất vải kiểu chất vải thô ấy, thì mình khá là thích. Nhưng mà khi nhận lại thì đây là một chất vải kiểu vải nylon. Nó không phải là một chất vải là quá xấu, nhưng mà mình thấy là nó không hợp lý cho chân váy ấy. Tại vì chất vải này nó sẽ không làm cho cái bụng của mình nó kiểu bé lại, mà nó sẽ làm khá là lộ cái bụng dưới của mình. Nên là khi mặc bạn này thì bạn nào có bụng dưới to như mình thì sẽ không mặc được với áo crop top, mà mọi người chỉ có thể mặc được với một cái áo nào đấy mà có thể che được cái bụng dưới của mọi người thì nên mặc chiếc váy này. Tuy nhiên ngoài cái nhược điểm về chất vải ra thì mình thấy form dáng của bạn ấy rất là đẹp. Như mình quay ấy, khi mà nhìn từ đằng trước ấy thì chụp ảnh lên rất là xinh luôn. Chỉ có là nhìn ngang như này thì mọi người sẽ thấy một cái bụng béo, một cái bụng mỡ của mình thôi. Tuy mọi người bạn nào mà không có bụng mỡ thì hoàn toàn có thể cân nhắc là sắm em này. Còn bạn nào có bụng mỡ như mình thì có thể chọn giải pháp là mặc cái áo dài hơn, hoặc là chọn một cái chiếc chân váy như này nhưng mà chất liệu khác nha. Tiếp theo thì mình có một cái chiếc áo len dáng như thế này. Mình thấy thì dáng này nó khá là kiểu năm nào cũng có một chiếc áo dáng như thế này ấy. Nó không bị lỗi thời. Ngày trước thì mình cũng đã có một chiếc áo dáng gần giống như thế này nhưng kiểu khác ấy. Đây nó cái chữ H ở đây. Về cái chất len của bạn này ấy, thì mình thích hơn cái áo len mà số ban nãy mình không để comment mọi người mua. Nó kiểu mềm hơn ý. Và cái form dáng của bạn này cũng khá là đẹp. Cái chất len của bạn này mình không đánh giá là quá tốt, nhưng mà nó ở mức ổn, dùng được. Và giá bạn này thì mình mua là 233.000 thì mình thấy là khá là hợp lý. Và bạn này thì mình nghĩ là mọi người sẽ phối với một chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong thì sẽ đẹp hơn và kiểu rất là giống style học sinh. Nhìn rất là xinh. Tiếp theo thì mình có một chiếc áo square màu hồng tím như này, mình mua với giá là 223.000. Chân chân, ở đây là đầu sau, mặt sau của nó. Đây, chân chân. Thì thực sự là hiện tại ở nhà mình đang có khá nhiều chiếc áo square với các hoodie. Tại vì mọi người recommend mọi người mình là làm video về mấy chiếc áo square với hoodie đấy. Mình đã mua khá là nhiều rồi và cái ho đấy thì mình thấy thực sự mình không thích cái chất áo đấy. Nhưng mình nghĩ là mình vẫn sẽ làm cái video về những chiếc áo đấy. Tại vì là có thể recommend mọi người là không nên mua cái shop đấy. Nhưng mà riêng về cái áo square này thì mình rất là recommend mọi người luôn. Tại vì cái chất lượng của bạn này là nỉ da cá ấy. Thực sự là mình thấy rất là ổn so với một chiếc áo square chỉ có giá là hơn 200.000. Và local brand thì mọi người sẽ phải mua chiếc áo square với giá khoảng tầm từ 350 cho đến 500.000 thì mới mua được một chiếc áo square. Còn đây là một chiếc áo square mình thấy chất lượng rất là ok luôn, hình in rất là đậm nét, rõ nét nhá. Đấy. Chất vải cũng ổn và đường may thì cũng rất là tốt. Form dáng thì như mình thấy mặc ấy mọi người thấy rất là đẹp. Và màu của bạn này thì cũng đẹp nữa. Mình thấy màu hồng tím á, cái kiểu hồng tím ý, thì nhìn nó cũng rất là lạ và rất là đẹp. Bạn này mình không nhớ không lầm thì có 3 màu. Thì mọi người ấn vào cái link mà mình đặt bên dưới thì mọi người sẽ xem những cái màu còn lại. Khá là xinh. Và tiếp theo sẽ là một chiếc áo mà mình mặc lên thì không đẹp lắm, nhưng mà mình nghĩ là những bạn gầy hơn mình, hoặc là khi mà mình phối với một mặc bạn này bên trong phối một chiếc áo bên ngoài thì cũng rất là đẹp. Và điểm mà mình thích bạn này nhất đó chính là về chất lượng vải mọi người ạ. Đây là một chiếc áo cổ lọ như thế này. Bạn này thì mình mặc lên khá là ôm sát vào người. Mấy bạn nào mà gầy hơn mình thì sẽ có vai nhỏ hơn, thì mình nghĩ là mặc chiếc này lên rất là xinh. Màu này thì là kiểu màu nâu gì gì đấy. Giá bạn này chỉ có là 217.000 thôi. Một chiếc áo thu đông như thế này thì mình nghĩ rất là đẹp. Và mình thấy là cái chất vải bạn này quá xịn luôn ý. Trời ơi, rất là đẹp luôn.
và rất là hiếm khi mà mua áo trên Shopee mà được chất vải đẹp như này. Bên trong nó sẽ nỉ lót bông, nhưng mà không kiểu nỉ lót bông như mấy áo hoodie đâu, mà nỉ lót bông mịn mịn như này nhá. Và bên ngoài thì sờ chất áo rất là mịn luôn. Trời ơi, nói chung ơi, mình rất rất là thích chất vải này, và mình thấy là nó còn đẹp hơn rất là nhiều chất vải khác của các local brand khác. Nhưng bạn nào mà béo như mình ý, không thể mà không, chiếc áo này thì có thể phối với một chiếc áo khoác bên ngoài thì mình nghĩ nó sẽ vẫn rất là đẹp. Có thể phối với blazer này, bạn này phối với blazer khá là hay ấy, nên là mình cũng vẫn rất là recommend mọi người mua chiếc áo này. Sau một shop tiếp theo thì đây là cái shop mà đợt trước haul thì mình cũng đã có mua rồi, và bây giờ thì mình sẽ mua thêm hai sản phẩm của shop này. Đầu tiên là một sản phẩm mình mua lại, không hẳn là mua lại kiểu cùng cái sản phẩm đấy, mà là mình mua lại khác màu. Đây, tại vì trước đó mình đã mua cái chiếc áo này màu trắng với giá là chỉ có 99.000, mà mình thật rất là thích cái chất vải này, kể cả khi mà mình giặt đi rồi ấy, mà chất vải nó mỏng như là mỏng đẹp ấy, mà giặt đi rồi giặt với máy giặt luôn ấy, mà nó không hề bị hỏng hóc gì cả, vẫn rất là đẹp, nên là mình đã quyết định mua thêm màu tím, và thực sự là không hề hối hận luôn, rất là xinh. Hình như mình mua bạn này tầm size L hay là XL, XL thì phải, để xem nào. Mình mua XL nha mọi người. Đấy, rất là rộng, rộng vừa theo ý mình, là mình rất là thích cái tay áo. Nó kiểu rộng, nhìn rất là điệu, rất là hay. Nó không giống những cái áo square đời bình thường. Bạn này thì mình thích là kiểu mặc đóng thùng. Bạn này thì mình thích là kiểu mặc đóng thùng với chân váy, nhìn sẽ rất là điệu, và nó không bị bánh bèo quá, mà nó vẫn rất là năng động, nên là rất là khuyên mọi người nên mua chiếc áo này. Tiếp theo thì mình có một chiếc váy, chiếc váy dài liền, gọi là váy liền duy nhất trong video ngày hôm nay. Đây là một chiếc váy mình thấy mình mua thì mình rất là ưng, chỉ có giá là 208.000 thôi. Đây là một chiếc váy kiểu nó kiểu co dây như thế này. Ôi, mình rất là thích cái phần này ý. Thế luôn, dạo này mình rất là béo rồi, nhưng mà khi mà mặc chiếc váy này lên, nó lại còn có kiểu cái màu kiểu beige trắng sữa như này nữa, nhưng mà không hề làm cho mình nhìn bị béo như mọi người nhìn thấy trên video mà mình mặc ấy. Và mình thấy là chiếc váy này sẽ rất là hợp để sử dụng đi tiệc hoặc là đi hẹn hò, rất là hợp lý luôn. Kiểu nhìn nó điệu mà kiểu tiểu thư ấy mọi người. Về chất vải của bạn này thì mình thấy cũng rất là đẹp, gần như không có điểm gì để chê. Về đường may, đường kim mũi chỉ rất là ổn ý. Đây vẫn là một chiếc váy mà mình nghĩ là mọi người nên mua, tại vì là với cái giá 208.000 ý, thì chiếc áo này thực sự là quá rẻ, tại vì là nhìn nó không kém gì những cái hàng local brand hoặc là những cái hàng của brand lớn có giá đắt tiền. Mình mặc lên mà bảo đây là một chiếc áo váy ở Shopee thì mình nghĩ là nhiều người không tin cơ, tại vì nhìn nó rất là giống hàng thiết kế luôn. Tiếp đến một shop tiếp theo thì mình có mua 3 sản phẩm ở shop này. Đầu tiên mình có một chiếc áo mỏng, chiếc áo dài, dài đai mỏng như thế này, và chỉ là chân không thôi, không có gì cả. Nhưng phần cổ này thì mình khá là thích, tại vì phần cổ này sẽ không làm cho cổ mình béo. Nhìn cái phần vai của mình nó sẽ kiểu như là nó sẽ nhìn nhỏ hơn, và phần rộng của nó thì mình cũng ok. Và mình thấy thì nó cũng, mình sẽ phối bạn này tương tự áo square này, tại vì là mình thấy độ dài của bạn này thì nó không phải kiểu là dài để mặc mặc phù hợp với những chiếc quần mà cá tính, mà nó cũng không phải ngắn như kiểu crop top, nên là mình nghĩ là mình sẽ đóng thùng bạn này mặc sẽ đẹp hơn. Và chất lượng vải của bạn này với bạn này mình thấy là nó cũng hơi khác nhau một tí, nhưng mà nó kiểu đúng là kiểu chất mỏng nhưng mà nó rất là xịn ý, và nó không bị nhăn. Mình không cần là chiếc áo này khi mà mua về, nhưng mà đấy, mọi người thấy là nhìn nó vẫn rất là đẹp. Mình đã từng giặt chiếc áo này rồi, và đây mọi người thấy chất vải vẫn y như ban đầu, không giống kiểu là mình đã từng giặt qua máy giặt rồi ấy. Nên là đây là một chiếc áo mình cũng cực kỳ recommend mọi người. Giá mình mua chiếc áo này thì là bao nhiêu nhỉ? 85.000. Trời ơi, quá là rẻ luôn ý. Thì mình nghĩ là mình sẽ suy nghĩ việc mua thêm nhiều màu khác để có thể phối với được nhiều bộ đồ khác nhau. Tiếp theo thì mình có một chiếc áo bò dáng ngắn ở đây. Chiếc áo bò hơi ngắn ngắn một chút, tay dài. Mình thấy chiếc áo bò này cũng khá ổn nha. Màu thì nó sẽ hơi khác trên ảnh một chút xíu mọi người ạ. Màu trên ảnh thì nó nhạt hơn. Mình thích cái màu trên ảnh hơn, nhưng mà cái màu này thì cũng không phải là xấu đâu mọi người. Khi mà mặc chiếc áo này lên thì nhìn mình nó sẽ một chút năng động. Mình có thể phối với những chiếc chân váy hoặc là những chiếc quần cá tính. Và bên trong thì mình sẽ mặc blazer. Không, bên trong mình mặc gì nhỉ? Bra. Bên trong mặc áo bra. Thì mình thấy là nhìn rất hay, mặc vào những ngày se lạnh thôi, tại vì mình thấy thì áo bò nó sẽ không hợp để mặc vào những cái ngày lạnh lắm, vì mình thấy là nó cũng không được ấm lắm ý, nó chỉ mặc để kiểu thời trang và những cái ngày se lạnh thì cũng khá ok. Chất vải bò bạn này thì mình thấy là ở mức bình thường, cái đường kim mũi chỉ thì cũng ổn, đường kim mũi chỉ thì ok, nhưng mà kiểu chất vải bò mình thấy là hơi cứng một chút. Bạn này thì mình nghĩ là sau khi mà giặt xong thì bạn ấy sẽ còn cứng nữa, mình chưa giặt nên là mình chưa biết, nhưng mà trước mắt thì sờ lên thì mình thấy là nó không được mềm,
nó không được mềm lắm đấy, mình cảm nhận như thế. Hoặc là nhưng mà về form dáng thì mình cũng thấy khá là thích khi mà mặc lên, nhìn cũng không bị béo lắm. Mà cái nào mà lên không bị béo lắm là mình cũng rất là thích rồi. Tiếp theo thì mình có một chiếc quần dài bo ở cái phần phần gọi là cổ chân, ở phần cổ chân như thế này. Đây là một chiếc quần cũng khá là thích. Giá bạn này thì chỉ có là 210.000. Bạn này thì mình thấy là giá không phải là quá rẻ, nhưng mà nó cũng hợp lý cho một chiếc quần này. Đây là chiếc quần vải nỉ da cá nặng chân, nhìn ra cá như này, chất vải khá là đẹp cho một chiếc quần. Nhưng mà bạn này có một điểm là mình thấy không ưng kiểu gì nhỉ, không ưng cái phần độ rộng của bạn ấy cho lắm. Bạn này thì mình mua size gì nhỉ, mình mua size 3 thì chắc là tầm size XL đấy. Size ở đây ghi, nó ghi size 3 thì là có thể là size XL, nhưng mà nó không có một cái độ rộng như mình thích. Nhưng mà nói chung là nó vẫn không bị bó vào người của mình thì cũng khá là ok rồi, mặc rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Và cái phần bo ở phần dưới chân này thì mình thấy là làm cho chiếc quần nhìn rất là đẹp và nhìn chân của mình nó không bị to. Bạn này thì mình nghĩ là bạn nào mà không có bụng mỡ như mình thì có thể phối với crop top rất rất là xinh. Còn mình thì mình sẽ phối nó với hoodie hoặc là sweater, những cái áo mà rộng rộng một chút xíu này, kiểu năng động hơn và mặc thì nó rất là thoải mái và rất là ấm cho mùa đông này. Tiếp theo ở đây thì mình có một chiếc shop, một cái shop đi thì nó có đồ rất là chất và đa số là kiểu đồ màu đen trắng ấy. Thì mình ở đây mình có mua hai chiếc blazer, một chiếc cộc và một chiếc dài, đều là hai chiếc blazer mà mình thấy khá là thích. Đầu tiên mình sẽ nói về chiếc blazer dài đi. Nó đen xì luôn mọi người, nó đen từ bên trong cái lót này. Và cái chất lượng blazer này thì mình rất rất là thích. Và mình không biết miêu tả cái chất lượng bạn này, chất vải bạn này như nào nữa. Nhưng mà mặc lên thì rất là thoải mái, rất là dễ chịu. Cái form này mặc lên thì nhìn người mình gầy hơn rõ ràng luôn ý. Gầy hơn là mình mặc những cái chiếc áo màu mè như này rất là nhiều. Cái form này không hề làm cho mình béo và nó cũng không hề kiểu nó bị khó chịu gì khi mặc cả. Chất vải rất là dày dặn nhưng mà nó lại mềm, rất là dễ chịu khi mặc. Và bạn này thì sẽ có một cúc đúng không? Ừ, một cúc và sẽ có cả túi. Trời ơi, một điểm mình rất là ưng. Thì bạn này so với chiếc blazer đen lúc nãy thì mình thích hai đứa như nhau. Thích hai đứa như nhau. Nhưng mà có một điểm thì khi nào mình thích mặc một chiếc áo mà nó không kiểu sắn tay như này, không có màu trắng, đen xí thì mình sẽ chọn bạn này. Còn khi nào mình thích một chiếc áo blazer mà có thể sắn tay và bên trong nó là màu trắng thì mình sẽ chọn bạn kia. Hai chiếc đều rất là đẹp và thực sự là mình thấy là mùa đông năm nay thì mình rất là thích mặc blazer. Tại mình thấy là nó không bị quá già nhưng mà nó lại mang cho mình cảm giác kiểu trẻ trung hay hay, nhưng mà nó vẫn rất là lịch sự. Vừa có thể mặc đi học này, vừa có thể mặc đi chơi và cũng có thể mặc đi sự kiện các thứ được luôn. Rất là ok. Giá bạn này mình mua thì là 281.000. Mình thấy đây là một mức giá khá là rẻ cho bạn này. Rất là chất lượng. Về đường kim mũi chỉ mình không có gì để chê cả. Về cả chất lượng vài nữa, rất là mê. Tiếp theo thì mình có một chiếc blazer cộc mỏng hơn bạn kia, có giá là 204.000. Bạn này thì mặc dù nó là một chiếc blazer dáng cộc như này, nhưng mà mọi người có thể mặc vào mùa đông. Tại vì là mọi người có thể mặc một chiếc áo tay dài mà bó một chút ở bên trong, xong rồi mặc chiếc áo blazer. Thì mình thấy bạn mẫu trong hình, bạn mẫu trong này mặc áo như thế, mặc áo này như thế thì mình thấy rất là đẹp. Hai bạn này thì mình đều mua, bạn blazer màu đen này thì mình mua size L và mình thấy form của nó cũng rất là ổn so với mình rồi. Và bạn này thì là chỉ có một size duy nhất, nó khá là rộng và nhìn nó mặc kiểu, mặc nó kiểu nhìn như nào, kiểu hơi kiểu style kiểu bụi bặm một chút xíu ý. Về chất lượng vải thì bạn này không phải là quá xuất sắc, nó ở mức bình thường. Đường kim mũi chỉ bạn này thì may rất là ổn. Form dáng thì mình thấy rất là lạ, rất là hay. Ít khi mà kiếm được một chiếc áo blazer có form dáng kiểu bụi bặm như này trên Shopee, nên là mình cũng recommend mọi người. Và bạn này thì cũng có túi nha mọi người. À không, ở cái phần túi này thì mình thấy may hơi nhiều chỉ thừa này. Nhưng mà mặc dù chiếc áo này là cái style kiểu vải nó thừa như này ấy, nên là mình nghĩ chỉ thừa kia thì mình cũng thấy là không quan trọng cho lắm. Nên là bạn nào mà thích cái style kiểu này thì có thể tham khảo bạn này. Và mình thấy là cái shop đấy thì cũng có rất là nhiều style kiểu ngầu ngầu và kiểu unisex ấy, con trai con gái đều có thể mặc được hết, nên là mọi người có thể tham khảo nha. Và ở cái shop cuối cùng thì mình có hai sản phẩm. Đầu tiên thì mình có một chiếc áo khoác như này. Chiếc áo này thì hơi mỏng so với dự tính của mình. Mình xem. Bạn này thì mình không phải là quá là thích nhưng mà cũng không hề ghét, nó ở mức bình thường ấy. Bạn này là có đệm vai nha mọi người. Đấy. Cái đệm vai ở bên trong, cái đệm vai nhìn hơi xấu xí. Và bạn này thì chỉ có một lớp thôi. Chất vải của bạn này thì mình thấy là ở mức khá tốt, khá
khá tốt nhưng mà nó lại chỉ có một lớp thôi ấy. Bạn ạ, và bạn này lại còn bó vào người nữa nên mình thấy hợp mặc với những ngày se lạnh và mặc một chiếc áo mỏng bên trong hoặc là hoặc blazer như mình. Bạn này thì mình thích mặc dáng khoác hơn, tại vì khi mà mình đóng hết cúc vào ấy, thì mình thấy áo này sẽ hơi già già giống mấy cái áo dạ của mẹ mình ấy. Đấy, mình sẽ có cảm giác hơi già một chút nên là mình thích mặc bạn này kiểu khoác. Và kèm theo bạn này thì mọi người khi mà mình đóng hết cúc lại ấy, thì mọi người có thể mặc cái chiếc áo này ra bên ngoài. Thì mình thấy thực sự là nó không đẹp ý. Mình thấy khi mà kết hợp hai cái này vào nó không đẹp nên là mình không mặc bạn. Nên là mình cũng bỏ bạn này luôn, mình không mặc đến bạn này. Và mình chỉ mặc chiếc áo này và kiểu khoác ra ngoài thôi. Mình thấy mình rất là sợ mặc đồ nào lên mà nhìn mình bị già. Mình muốn mình mãi mãi trẻ. Và cuối cùng mình có một chiếc áo mình mua với giá là 127.000. Và thực sự đây là một chiếc áo quá tệ. Gần như là nó tệ, quá tệ so với cái mức giá đấy. Nó còn tệ hơn chiếc áo len lúc nãy. Đây, mình cho mọi người xem cái dáng. Đây là dáng áo. Và đây là chiếc áo mà ở trong hình. Nó kiểu what the fuck. Nó kiểu, trời ơi, trong hình nhìn nó dày dặn mà nhìn nó rất là đẹp. Và nhìn chất len này ở ngoài rất là đều luôn. Mình chưa cần giặt hay chưa cần gì mà nó kiểu len nó đã kiểu sổ sổ ra như này rồi ấy. Và trời ơi, nó mỏng, nó kiểu mình không thể chấp nhận được một chiếc áo này. Và mình nghĩ là mình mang mua chiếc áo này về chắc là chỉ để quay cho mọi người xong rồi mình sẽ đi vứt bỏ hoặc là đi quyên góp, chứ mình thực sự là không thể thích cái dáng của chiếc áo này một chút nào. Nhìn xấu dã man, xấu kinh khủng khiếp ấy, không có gì để miêu tả bạn này nữa. Nói chung là xấu và mọi người không nên mua, nhất định là không nên mua chiếc áo này. Thì mình thấy giá 200 với chiếc áo này thì quá là đắt. Và vậy là vừa rồi mình đã ho cho mọi người 16 món đồ mà mình đã mua trong video ngày hôm nay. Cũng có rất là nhiều món đồ mà rất là xinh đúng không mọi người. Và cũng có một số món đồ mình nghĩ là không, mọi người không nên mua cho lắm. Và link thông tin sản phẩm thì tất cả mình sẽ đặt dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo. Và cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.